chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YouTube channel của mình. Thì không biết rằng đã có bao giờ bạn rơi vào cái trường hợp như thế này chưa? Em ơi, khiếp, dạo này môi thâm thế, nhìn như dai chó vậy. Dạo này môi thâm thế, dạo này môi thâm thế, môi thâm thế. Bạn bè lâu lắm mới gặp nhau, yêu thương nhau còn không hết, trao cho nhau những cái lời ân ái bay bướm còn chưa ân ai, đằng này lại có thể đục vào mặt nhau một câu rất là nghiệp. Đó là hỏi tại sao môi tao lại thâm thế. Nếu mà tao có thể trả lời được câu hỏi đấy thì tao đã không để cho môi tao thâm như vậy rồi, đúng không? Vậy trong video lần này mình sẽ trả lời cho các bạn nguyên nhân mà môi chúng ta thâm đi là do đâu và cách khắc phục chúng như thế nào. Đồng thời mình sẽ chia sẻ lip care routine của mình để mọi người có thể tham khảo. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Có thể tổng hợp ra 7 nguyên nhân chủ yếu khiến cho môi chúng ta bị thâm đi. Đầu tiên có thể là do bẩm sinh. Nếu mà bố mẹ bạn đã sở hữu một cái màu môi như thế rồi và di truyền lại cho bạn thì điều này chúng ta rất khó để có thể thay đổi, chỉ có thể nhờ cậy vào make up hoặc là cách chọn màu son thế nào cho đúng thôi. Còn để mà thay đổi được màu môi gốc thì quả thực là rất khó. Thứ hai là bạn để cho môi bạn thường xuyên bị khô. Trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh thì môi chúng ta sẽ rất dễ bị khô và bị bong chóc. Đồng thời bạn không uống đủ nước thì tình trạng này cũng sẽ diễn ra. Vậy thì cách khắc phục đó là ngoài việc sử dụng son dưỡng môi, chúng ta hãy uống đủ nước, ăn đủ hoa quả có chứa nhiều nước để khiến cho cơ thể lúc nào cũng đủ nước, đúng không nào? Thứ ba đó là lối sống không lành mạnh. Bạn hút thuốc nhiều này, uống nhiều rượu bia hay là sinh hoạt không điều độ, ngủ quá khuya hay là thức dậy quá muộn thì cũng khiến cho màu môi của bạn bị tối đi. Các bạn nhớ lưu ý điều này nhé, bởi vì mình biết là tuổi trẻ như chúng mình thì rất khó để có thể sinh hoạt cách điều độ, ăn uống đúng giờ, đúng không? Nguyên nhân thứ tư là một nguyên nhân mà mình cho là khá là chủ yếu và phổ biến, đó là do ánh sáng mặt trời. Nhiều bạn không biết rằng là da mồ chúng ta mỏng hơn da mặt rất là nhiều. Khi mà bạn đi một ngày dài dưới nắng về thì bạn có nhìn thấy là da bạn sạm đi rất là nhiều không? Đồng nghĩa với việc đó là da môi mình cũng tối đi hơn nữa. Bình thường thì chúng ta chỉ quen với việc chống nắng cho da mặt mà quên đi là phải chống nắng cho cả da môi nữa. Điều này không có nghĩa là bạn phải bôi một lớp kem chống nắng lên môi hay là bôi dày hay bôi mỏng như thế nào. Chỉ đơn giản là bạn hãy sử dụng các loại son dưỡng môi có độ SPF. Các loại son dưỡng môi có chứa SPF thì ở trên thị trường bán rất là nhiều. Các bạn chỉ cần lựa chọn những cái loại nào mà phù hợp với bản thân các bạn, có hương vị mà các bạn thích. Và độ SPF mà lý tưởng để dành cho da môi thì cũng tương đương với da mặt. Việc chống nắng cho môi thì khá nhiều bạn bỏ quên đi điều đó. Nhưng thực ra thì đây chính là một cái nguyên nhân chủ yếu và gặp rất nhiều khiến cho môi mình bị thâm đi. Nếu mà không chống nắng cho môi thì môi bạn sẽ thâm đi rất nhanh và cái viền môi nó cũng rất là đậm và rõ. Điều này rất là ảnh hưởng đến nhan sắc của bạn, đúng không? Thứ tư đó là do cơ thể bạn bị thiếu máu. Khi mà bạn bị thiếu máu thì dẫn đến cơ thể bạn bị thiếu hụt hemoglobin. Đó là các thành tố tạo nên màu đỏ ở trong máu của các bạn. Điều này cũng ảnh hưởng đến màu môi, đúng không? Vậy thì cách khắc phục cho tình trạng này là gì? Rất đơn giản thôi, hãy ăn thật nhiều các thực phẩm như là cà rốt này, hay là gan, thịt bò, bông cải xanh, súp lơ các thứ để bổ sung cho cơ thể cũng như là để kích thích sản sinh ra rất nhiều tế bào hồng cầu. Thứ sáu đó chính là các bạn lệ thuộc quá nhiều vào các thực phẩm có chứa caffeine như là cà phê này hay là trà. Điều này cũng khiến cho môi bạn bị thâm xỉn đi một cách rất rõ rệt. Cách khắc phục thì cực kỳ đơn giản, đó chính là hãy giảm hoặc là cắt bỏ những cái thứ này nếu các bạn có thể. Một thời gian sau thì các bạn sẽ thấy môi của bạn sẽ hồng hào trở lại và sẽ không còn thâm nữa. Nhớ là cũng phải dưỡng và chăm sóc một cách điều độ thì mới có thể lấy lại được màu môi hồng hào như vốn có. Và cuối cùng đó là các bạn sử dụng các loại thuốc kháng sinh, các loại thuốc có ảnh hưởng đến màu sắc môi. Thì đồng thời trong thời gian các bạn sử dụng các loại thuốc đó, các bạn để ý quầng thâm mắt của các bạn cũng rõ hơn và các đốm tàn nhang trên mặt các bạn cũng rõ hơn nữa. Các loại thuốc này kể ra thì có như là thuốc trị các bệnh về da, thuốc chống trầm cảm, tetracycline, một số các loại thuốc mà kháng sinh mạnh, thuốc phenoriazine, một loại thuốc mà chữa cái bệnh buồn nôn hay là giảm các cơn buồn nôn của các bạn, hoặc là thuốc điều trị và ngăn ngừa bệnh sốt rét. Đừng lo về điều này, bởi vì là khi các bạn ngừng sử dụng các loại thuốc đó thì môi của các bạn sẽ hồng hào trở lại thôi. Trên đây là 7 lý do mà mình đã liệt kê ra khiến cho môi bạn bị thâm đi.
Hãy nhớ 7 lý do này và cách khắc phục chúng. Các bạn sẽ không phải lo về những cái lời khẩu nghiệp của bạn bè xung quanh nữa. Yên tâm, môi thâm không có tội. Chỉ là không biết cách khiến cho môi bị thâm mới chính là tội đồ với chính bản thân mình. Nhớ điều đấy nhá. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về lip care routine của mình. Các bạn có thể tham khảo và cũng có thể mua các sản phẩm tương tự nếu các sản phẩm này các bạn không thể tìm thấy được. Trong lip care routine của mình thì mình có 3 phần. Thứ nhất là tẩy da chết môi. Thứ hai là dưỡng môi ban đêm. Và thứ ba là dưỡng môi ban ngày. Thì phần tẩy da chết môi mình cũng không có gì quá khó khăn đâu. Các bạn có thể sử dụng mặt nạ đường đen này, hoặc là các sản phẩm như là Lush, để có thể là tẩy đi cái lớp da chết trên môi của mình, khiến cho cái lớp da mới lúc nào cũng căng bóng mịn. Nó cũng như là da mặt ý, là da môi của mình tái tạo rất là nhanh. Thế nên là chúng ta phải tẩy da chết môi thường xuyên, nếu không thì sẽ dễ hình thành các mảng bong tróc trên môi. Về phần dưỡng da ban đêm, phần dưỡng da ban đêm thì mình có hai loại. Đó là Elizabeth Arden là một loại dưỡng da thường ngày. Mình chỉ cần bôi lên môi của mình và mình đi ngủ. Loại này thì rất là thích, bạn nào có thể tìm mua ở các cửa hàng xách tay, bởi vì là cũng khó mua ở Việt Nam. Nhưng mà mua được loại này thì rất là thích và dùng rất là dôi. Tuyếp này là 50g, mình dùng khá là lâu và mỗi lần dùng chỉ cần một xíu thôi. Còn những ngày mà mình muốn yêu quý đôi môi của mình hơn ấy, thì mình sẽ dùng mặt nạ ngủ môi. Đây là một tip mình đã dùng hết rồi, mình sắp không còn đấy, sắp hết thôi. Loại Laneige, và mùi này là mùi Applelife, là mùi chanh và táo đúng không? Chanh và táo. Mình dùng rất là thích. Và dạo gần đây mình cũng thử thêm một mùi mới của Laneige, đó chính là mùi Mint Choco. Mint Choco thì là mùi bạc hà và mùi sô cô la. Loại dưỡng môi này của Laneige mình đã dùng rất là lâu rồi. Khi mà dùng cái loại này buổi đêm ấy, mình bôi một lớp dày và sáng hôm sau mình dùng khăn ẩm, hoặc là dùng tăm bông, hoặc dùng chính ngón tay của mình, mình kỳ thì cũng ra hết được cái lớp da chết ở trên môi. Và hơn nữa thì cái sau một thời gian sử dụng cũng làm cho cái tình trạng thâm môi của mình giảm đi một chút đấy. Các bạn thử xem. Còn đặc biệt là dưỡng da môi vào ban ngày thì mình đề cao cái tính chống nắng cho môi của mình. Nó sẽ hạn chế được cái nguyên nhân như vừa mình vừa nói, đó chính là ánh nắng mặt trời làm cho môi bị thâm đi. Có hai loại dưỡng môi ban ngày mà mình sử dụng rất là thường xuyên trong thời gian gần đây, đó là Empty Olive Glow. Thì em này rất là nổi tiếng rồi, mình cũng không cần phải khen hay cần phải review gì kỹ nữa. Nói chung là rất là thích thôi, và đáng đồng tiền mất gạo thôi, mỗi tội là em ấy hơi tốn. Mình dùng được một thời gian thì cũng vơi rất là nhanh. Và loại tiếp theo là loại Peach Pink từ nhà Viroto. Đây là một loại mà mình mới tìm thấy ở một shop xách tay mà mình quen trước đây. Thì cái mùi của em ấy là mùi đào rất là thơm. Và khi đánh lên môi thì cảm giác rất là thích. Độ dưỡng môi vừa đủ. Bạn nào mà có đánh son sau đó thì cũng không sợ là em ấy làm thay đổi cái chất son cũng như là làm son mau trôi đâu, mà lại còn có độ chống nắng là 15 15 hay 30 nhỉ, hình như là 30 ấy. 30, yên tâm là dùng em này không lo là ánh nắng mặt trời có thể ảnh hưởng đến đôi môi của bạn. Bịt khẩu trang nữa là thoải mái vô tư luôn. Vậy là mình đã nói cho các bạn các nguyên nhân khiến môi thâm cũng như cách khắc phục, đồng thời là chia sẻ cho mọi người những cái lip care routine của mình hàng ngày rồi. Mọi người có thể áp dụng, có thể tìm được những cái loại sản phẩm đó để có thể sử dụng xem sao. Bởi vì mình nghĩ là môi thì cũng không quá khắt khe như da mặt đâu, có thể tìm và sử dụng, hoặc là không có loại này thì thế bằng loại kia. Các bạn hãy thử xem sao. Và hãy nhớ là đừng để cho môi mình bị thâm do bất kỳ lý do nào. Hãy cố gắng giữ cái màu môi tươi sáng nhất có thể, để khi mà những người bạn của mình muốn khẩu nghiệp thì không bao giờ nhắm đến đôi môi được. Nói đùa thế thôi, chứ nếu mà bất cứ ai khẩu nghiệp cái gì về bản thân mình thì cứ tát cho nó một phát, hoặc là bơ nó đi. Ok chưa? Vậy là hết video rồi. Thì hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Nhớ là hãy dưỡng môi tử tế cẩn thận như là da mặt nhá. Tạm biệt.